Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tipca. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng trao đổi về một vấn đề mà rất hot trong thời gian qua, đó chính là việc công ty VinFast kiện khách hàng của mình. Thực ra thì chúng tôi đã định không bàn luận về gì về vấn đề này. Tuy nhiên ngày hôm qua thì kênh GoGoTV lại đăng tải một video mà trong đó lại hé lộ một số những yếu tố mới. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi là quyết định mời quý vị cùng bàn luận một chút về câu chuyện xung quanh cái vấn đề này. Và đồng hành cùng với chúng tôi hôm nay đó là anh Nghĩa đến từ luật sư X. Kính chào quý độc giả của kênh Tipca TV. Thật vui khi hôm nay được đồng hành và đưa ra một phần ý kiến nho nhỏ của mình về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ kiện của VinFast và GoGoTV. Vâng, cảm ơn anh Nghĩa. Và bây giờ mời quý vị của chúng tôi bàn luận một chút về vấn đề này xem sao. Vâng, bây giờ trước khi đi vào nội dung chính của chương trình thì chúng ta nhìn lại một chút cái video mà dài tới 29 phút của GoGoTV xem là nội dung có những cái gì. Thì theo chúng tôi quan sát thì có khoảng gần chục lỗi được tác giả nêu ra. Và hầu hết các lỗi này đều có vẻ có lý. Ví dụ như là lỗi cảnh báo động cơ này, lỗi áp suất lốp này, lỗi gạt mưa tự động gạt này, và một số lỗi khác. Và bằng chứng là có vẻ như là rất rõ ràng. Và tác giả cũng đưa ra tất cả những cái hình ảnh mà liên quan đến những cái lỗi đó trong những cái lần mà tác giả gặp phải. Và có vẻ như tác giả của video cũng có tinh thần rất là cầu thị. Vậy thì video này có gì bất thường hay không? Và động cơ của VinFast kiện khách hàng là gì? Bây giờ chúng ta hãy cùng trao đổi với luật sư. Câu hỏi đầu tiên sẽ được hỏi anh Nghĩa là khi mà xem cái video vừa rồi thì anh thấy là nội dung của video có gì bất thường hay không? Và liệu cái động cơ của VinFast kiện khách hàng là gì anh? Thực ra thế này, tôi cũng đã theo dõi cái video 29 phút đấy. Và tức là cái bản được update lại chứ không phải là bản của chủ tác giả. Không hiểu vì lý do gì mà GoGoTV đã gỡ đi. Cái đó thì chỉ có GoTV biết là thôi. Nhưng ở đây thì tôi thấy rằng có một số thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý. Tức là tôi rất quan tâm số liệu. Ở đây thì chủ kênh GoTV có nói rằng là anh đã mua chiếc xe đầu tiên là chiếc xe VinFast. Thì anh đã thực hiện là sửa chữa và bảo hành 8 lỗi với 10 lần. Đây là chi tiết mà rất là quan trọng. Bởi vì nếu chỉ cần sai một vài thông tin như vậy thôi thì hoàn toàn là có cơ sở để mà khởi kiện. Ở đây thì tôi thấy rằng cái động thái của VinFast không chỉ dừng lại ở là khởi kiện dân sự đâu, mà là đã có những cái yếu tố liên quan đến hình sự rồi. Tôi thấy rằng ở VinFast đã có những cái động thái là đăng tải những cái dòng trạng thái ở trang fanpage chính thức của công ty và nói rằng là đã gửi đơn lên cơ quan công an và cơ quan công an đã triệu tập cái chủ kênh YouTube này lên. Nếu mà trong trường hợp thông thường ấy thì người ta sẽ là cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện ra tòa án, nhưng nếu là cơ quan công an thì đã vượt lên một bậc. Trong cái video ngày hôm qua GoGoTV đưa lên thì có hé lộ một cái thông tin là bạn Hoàng mới biết lái xe và chiếc xe VinFast là bạn ấy mua gì vì cái lòng tự hào của mình. Nhưng ở đây cái thông tin quan trọng là bạn ấy là người mới biết lái xe. Và với một người biết lái xe thì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thường là có những cái tâm lý khá là hoang mang cho dù bất kỳ một cái lỗi nhỏ gì đó xảy ra với chiếc xe của mình, đúng không anh? Tôi nghĩ rằng là thực ra hai bên ít nhiều đã có sự gọi là trao đổi, thỏa thuận với nhau rồi. Có nghĩa rằng là đã có sự hướng dẫn ở đây. Nhưng có lẽ là một trong hai bên có thể từ phía bạn Hoàng hoặc cũng có thể Vin mà không vừa lòng hoặc không đồng ý với cách của bên kia để mà dẫn đến việc là không tìm được tiếng nói chung. Cụ thể ở đây ấy là tôi nghĩ một hãng xe như thế thì sẽ có sự hướng dẫn và đặc biệt khi bán một cái sản phẩm cao cấp như vậy thì cũng sẽ có những cái sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta đơn giản mua một cái tivi thôi cũng sẽ có những cái sách để chúng ta hướng dẫn. Và cái ô tô là một cái nguồn nguy hiểm cao độ, đọc cái hướng dẫn sử dụng đó như là một cách vừa bảo vệ chúng ta vừa bảo vệ những cái người mà tham gia giao thông cùng. Như vậy thì nếu không biết sử dụng thì chúng ta phải xem kỹ cái sách hướng dẫn sử dụng này rồi mới có thể đưa ra cái ý kiến nhận định được. Và một người lái mới thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà chúng ta phải đặt dấu hỏi. Ý anh là trong cái video này có thể có điều gì đó thông tin sai lệch được không anh? Tôi nghĩ là có thể, bởi vì là bây giờ khi mà một video của cá nhân đăng tải lên YouTube thì họ không phải qua nhiều kiểm duyệt lắm. Cùng lắm là kiểm duyệt liên quan đến vấn đề là có vi phạm thuần phong mỹ tục không, mà không có sự kiểm duyệt chính xác từ cơ quan nhà nước chẳng hạn. Và họ có quyền là gỡ bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng cái hành động gỡ bỏ của họ thì gần như là thiệt hại đã xảy ra rồi. Thì gỡ bỏ lúc đó nó chỉ là những cái biện pháp nhằm là giảm bớt cái sự căng thẳng của tình hình mà thôi. Vâng, chưa biết là sự việc sẽ đi về đâu nhưng mà có vẻ như là hai bên đang có vẻ rất căng thẳng. Vậy theo anh cái việc khởi kiện này nó sẽ đi về đâu và nó đã phù hợp trong cái điều kiện tình hình hiện tại hay chưa? Tôi thấy này, tức là khi mà chúng ta đứng trên khía cạnh khách quan và không nghiêng về bên nào ấy, thì những cái gì mà GoGoTV có là hai đoạn clip. Một đoạn được đăng tải về việc là chỉ ra những lỗi và một đoạn mới đây và hôm qua cùng với lại luật sư Lê Ngọc Luân. Đó, nhưng về phía VinFast thì gần như cái động thái của họ mới dừng lại là ở cái status được đăng ở trên fanpage chính thức mà thôi. Có nghĩa rằng là
chúng ta phải nhìn một cách khách quan và đánh giá một cách chuẩn mực nhất, chứ không thể là nghiêng về bên nào cả. Bởi vì như các bạn đã biết thì pháp luật Việt Nam và cái quyền bình đẳng giữa các cá nhân, kể cả ông là công ty lớn hay là công ty nhỏ, là cá nhân đi nữa, thì đều có bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy nên chúng ta không thể đánh giá rằng là bởi vì VinFast đang cậy mình là đơn vị lớn, là tập đoàn, nên là khởi kiện một cá nhân và nó dễ thắng, bởi vì quyền uy của mình không phải như thế. Cái câu chuyện ở đây là khởi kiện hay là tố cáo công an chỉ nhằm mục đích là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân mình mà thôi. Và đặc biệt đây thì có thể thấy rằng công ty VinFast đang bị thiệt hại ít nhiều. Tôi nghĩ là ít nhất là họ đang bị thiệt hại về hình ảnh và cái góc nhìn của người dùng, cái sự thiện cảm người dùng với cái sản phẩm là Việt, vì mới là được đưa ra thị trường mà. Và nếu xử lý không khéo thì cái thái độ e ngại của người dùng với công ty VinFast sẽ là rất lớn, và cái đấy cũng là thiệt hại, và sau đó mới là thiệt hại về thương hiệu, thiệt hại về uy tín và có thể định giá bằng tiền. Tôi nghĩ là cái hành động của công ty VinFast không chỉ là hành động bộc phát do một bộ phận đâu, mà thực ra họ là tập đoàn, họ đã có một bộ phận pháp chế rất là lớn và họ đưa ra quyết định này cho vòng truyền thông. Và có vẻ như rằng cái hành động này đang để nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở những người dùng là cần khách quan, hay nhắc nhở những cái đơn vị truyền thông cần truyền thông một cách nó sạch đẹp hơn. Là dù đưa thông tin trên bất cứ cái nền tảng nào đi nữa, dù là chính thức hay là không chính thức, thì người dùng ở đây có thể là Google TV hoặc những mạng xã hội khác, hoặc là kể cả công ty VinFast đi nữa, thì đều phải đảm bảo cái tính chính xác 100%. Bởi vì chỉ cần lệch là 1% thôi thì sai một ly cũng đi một dạng rồi. Như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ một số thông tin xoay quanh vụ việc là VinFast kiện khách hàng của mình, cụ thể là chủ kênh Google TV. Về phía chủ kênh Google TV thì rõ ràng là anh Hoàng đang cố gắng chứng minh rằng mình đúng với những cái nội dung mà anh nêu lên trong cái video dài 29 phút. Tuy nhiên về phía VinFast thì chúng tôi dám chắc rằng VinFast cũng đã nắm được một số những thông tin mà hãng cho rằng có cái sự sai lệch hoặc là không đúng sự thật. Chính vì vậy mà hãng tự tin khởi kiện. Và video đó có những gì sai, hay nói cách khác là có những gì chưa thực sự chính xác, có lẽ là chỉ có Google TV hay là cơ quan chức năng mới biết, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhưng dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng mong rằng hai bên có thể ngồi lại và cùng nhau bàn luận tìm ra một giải pháp hòa bình hơn. Và quý vị đánh giá sao về vấn đề này, và liệu vấn đề này sẽ đi về đâu, xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tipca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.